giáo xứ thân thương Ba Làng của chúng ta tề tiêu về khuôn viên nhà thờ giáo xứ để cùng với nhau tạ thán mừng côi. Và chúng ta đã thước phiếu, đã dâng hoa, dâng ý nguyện, dâng lời nguyện cầu lên mẹ mừng côi. Và giờ phút này chúng ta đứng trước tôn nhan Chúa bên cạnh mẹ Maria mừng côi, một người mẹ mà giáo xứ Ba Làng của chúng ta luôn luôn yêu mến hết mình. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để xin mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho những ước nguyện mà chúng ta hôm nay sẽ dâng lên cho Thiên Chúa. Xin mẹ chuyển cầu để những ước nguyện, những lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận và ban cho chúng ta những ơn chúng ta xin. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa nhận hôm nay cũng phù hợp để cho mỗi người chúng ta sống tâm tình với mẹ qua các bài học sách thánh nói về giới luật của yêu thương. Chúng ta xin mẹ Maria dạy cho chúng ta biết yêu thương lẫn nhau, để rồi nhờ tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho từng người, chúng ta biết làm sáng danh Chúa trong bổn phận và cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay để hiệp ý cùng với ca đoàn mừng côi để dâng lễ cầu bình an và những điều mà ca đoàn cũng như mọi người chúng ta đang thân thưa với Chúa, với mẹ mừng côi trong ngày tạ thán hôm nay. Với tất cả tâm tình ấy, giờ phút này chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi của chúng ta để chúng ta cùng nhau sốt sắng tham dự thánh lễ. Những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hướng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành góa bùa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một trong người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái áo đó để đắp, để làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Đó là lời yêu mến Ngài. Lạy Chúa,
ban cho chúng ta một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong đời gia đình Hội Thánh luôn sống hòa thuận thương yêu nhau và cư xử bác ái với những ai chưa nhận biết người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân lời chúng con. Lòng bác ái yêu thương không hề có biên giới, chủng tộc, ngôn ngữ, địa vị xã hội, giàu nghèo, phong thái hay dốt nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống cố gắng tinh thần quảng đại ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân lời chúng con. Ngày nay, hận thù, chia rẽ, khủng bố vẫn còn đang hoành hành dữ dội tại nhiều nơi trên thế giới, gây kinh hoàng cho biết bao người, đem đến tăng tóc và đau khổ cho biết bao gia đình lương thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương ngự trị trong mọi sinh hoạt trần thế khắp hoàn cầu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân lời chúng con. Đói nghèo là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhân lời chúng con. Lạy Chúa, Thánh Phaolô quả khuyên sống bác ái yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hết lòng yêu mến Chúa và tha thiên yêu tha nhân như Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Thank you.
kính tôn thần phụng, xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hư, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tử coi chết sống lại đã cai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và công ngừng tung hô rằng:
Xin mẹ cầu bình an cho mỗi người chúng ta, cũng như là ban cho chúng ta trong vấn đề đánh bắt hải sản gặp được điều may mắn. Cho nên là xin các đoàn soạn bài hát. Trước khi khép lại thánh lễ thì tôi cũng xin được thay lời cho giáo xứ cảm ơn đội hoa hiển mẫu, cảm ơn các em thiếu nhi và các thành phần gia trưởng rồi quý sơ trong suốt thời gian qua, dù mưa gió thời tiết nó khắc nghiệt, tập thì không được bao nhiêu, nhưng chúng ta thấy những gì chúng ta đội hoa đã làm được trong ngày hôm nay đó là một sự cố gắng rất là lớn của tất cả mọi người hiển mẫu, thiếu nhi cũng như là gia trưởng. Cho nên một lần nữa khép lại thánh lễ, chúng ta cảm ơn quý sơ và đội hoa một tràng pháo tay trong ngày bế mạc thế này. Rồi cũng xin được cảm ơn ca đoàn hiển mẫu, đội kèn và đội trống đã tạo nên một cái buổi tạ tháng rất là sinh động. Chúng ta hãy cảm ơn những thành phần đó một tràng pháo tay của chúng ta hôm nay. Tôi một cách đặc biệt là cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã về đây rất là đông và tham dự thánh lễ một cách rất là sốt sắng trong cái ngày bế mạc. Xin cảm ơn hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, các giáo họ cũng như tất cả quý ông bà anh chị em đã về đây tham dự thánh lễ ngày bế mạc và chuẩn bị lo công tác
tổ chức một cách rất là gọn gàng, tươm tất và chu đáo. Xin cảm ơn tất. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cư hành. Để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con sẽ được sống lại với Người, Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngày xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.